Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình Waterlist, có nghĩa là tham gia trên sách trắng để nhận token Omi nè các bạn. Thì từ đây thì token này cũng là một cái ví của Omi và nó cũng là một cái trang mạng xã hội luôn các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click xuống phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở link phong ra bạn. Thì nó ra giao diện thế này. Đây thì dự án của Google Maps là quan lộ trình con chắc rồi nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tại Twitter nè. Thì những dự án Waterlist thế này thì hơi lâu ăn, nhưng mà một khi các bạn ăn được kèo thì cũng khá là có giá trị như thế các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi tiếp tục các bạn son tiếp kênh Telegram nè. Sai, sao chưa kêu son trên Telegram nữa. Trên kênh Telegram các bạn lưu ý, các bạn son sợi góp, các bạn nhớ nước cấp cha các bạn. Các bạn bấm sao, đâu rồi ta. Sao chưa chân son luôn, mình không thấy cấp cha luôn các bạn. Ok, vậy mình đã cho luôn rồi các bạn. Còn bạn nào nó có để cái mục I am bot này thì bạn nhấp vào các bạn. Rồi mình chat một câu đi các bạn. Để nó chat mình không phải là người máy nha các bạn. Hello. Khoan các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi, sau khi các bạn join xong thì sau khi các bạn join xong các bạn mới đáp lời người ta các bạn. Các bạn điền thông tin thôi bạn. Đây anh em thì các bạn ghi họ và tên của tất cả các bạn vào các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Rồi các bạn sẽ join vào bản beta Waterlist nè. Đây thì các bạn phiên bản này, phiên bản thử nghiệm thôi các bạn. Một khi nó chính thức hoạt động thì nó đưa vào mainnet thôi các bạn. Ok, như vậy mình đã nhận được bao nhiêu rồi. Đây thì sau khi bên son xào thì các bạn copy link dép này mà chia sẻ cho ông bà và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Thì nhiệm vụ làm thêm để kiếm token nè các bạn. Thì các bạn follow Facebook nè để nhận 1 token, 2 token, 5 token nè. Thì hiện tại mình đã 10 dép. Nếu mà 10 dép thì được 20 token, 25 dép thì được 50 token nè các bạn. Thì nó lắp mở khóa nè. Đây thì mình đã nhận được bao nhiêu token người ta. Rồi nha bạn, các bạn làm nhiệm vụ thêm để kiếm token các bạn. Follow Facebook nè. Follow Twitter đi. Rồi bạn đăng test nè. Rồi rồi nó cộng chưa ta. Rồi nó cộng mình 1 token nữa các bạn. Đâu balance mình coi ta. Chưa các bạn ơi. Nó chưa cộng các bạn ơi. Rồi tiếp tục follow Facebook tiếp tục. Rồi các bạn đăng luôn nha các bạn. Sau khi các bạn đăng xong các bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi các bạn cộng 2 nha các bạn. Rồi những nhiệm vụ thế này thì các bạn cũng làm tiếp tục các bạn. À như vậy mình được 3 các bạn. Các bạn làm hết rồi các bạn nhận được 6 token nha các bạn. Còn nhiệm vụ nào mà làm không được các bạn bỏ qua. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình Waterlist danh sách trắng để nhận token Omi này. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.